Xin chào thầy và các bạn. Em tên là Lê Văn Duy, mã số sinh viên 16151126. Sau đây em xin trình bày bài tập bị xử lý do thầy Nguyễn Văn Hiệp giảng dạy. Bài tập 7. Đề bài là đo nhiệt độ hai kênh 3 và 4 dùng cảm biến nhiệt độ là 135. Hiển thị lên LCD 16x2 có cảnh báo quá nhiệt khi nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Yêu cầu thiết kế phần cứng, viết chương trình bộ phận. Đầu tiên là phần cứng gồm có một con vi điều khiển biết 16887 hai kênh kênh 3 và kênh 4 hai con cảm biến nhiệt độ là M35 được nối với AN3 AN4 là kênh 3 và kênh 4 hiện cảm biến nhiệt độ LCD. Thì LCD này là mình đã học ở bài trước rồi, kết nối thì mình đã học rồi. Này để không thể bày nối với bậc D và chân này nối với bậc A, VDD nó lên nguồn, VSS nó xuống mát. Cái này là mạch cảnh báo quá nhiệt. Ở đây mình sử dụng đèn LED chớp nháy để cảnh báo quá nhiệt, này mạch reset. Và mình có thể dùng booster này, còi để cảnh báo. Ở đây mình sử dụng đèn LED chớp nháy để cảnh báo. Thì tiếp theo sẽ là phần code, khai báo thư viện cho vi điều khiển, khai báo sử dụng ADC 10 bit, view HS sử dụng tần số cho mạch, cho thạch anh là tần số cao HS, sử dụng xung clock 20m, định nghĩa các chân, thì này là output LCD tức là output D là chân D, LCD RS chân RS tức là chân E0, chân RW tức là chân E1, chân A là chân E2, khai báo thư viện cho LCD sinh C. Thì cái này mình cũng đã học ở bài trước rồi, mình sẽ không nói lại nữa. Thư viện LCD mình đã học rồi. Cái này là khai báo mã LCD từ 0 đến 9. Khai báo hai cái biến nhiệt độ là nhiệt độ 3 bằng 0, nhiệt độ 0 tức là nhiệt độ kênh 3 và nhiệt độ kênh 4. Làm chương trình con hiển thị thì cái này cũng khá quen thuộc. Cái này là vị trí hiển thị ở hàng đầu tiên sẽ hiển thị cho kênh 3 này, thì chỉ số hàng chục và chỉ số hàng đơn vị hiển thị ở hàng đầu tiên cho kênh 3, tương tự cho kênh 4 ở hàng thứ hai hàng chục và hàng đơn vị. Làm chương trình chính thì chúng ta sẽ định cấu hình cho chân A là 0x00 là chân output, output right pin C0, định cấu hình cho chân C0, output loud tức là tắt chân C0 đi, gọi cái hàm setup là setup ADC clock internal tức là sử dụng xung nội, setup ADC 1 SAN3 VDD VSS. Cái này tức là khai báo cái vị trí kênh thứ ba tức là chân A3 là kênh 3, VSS VDD thì tức này tức là cái điện áp toàn cục, tức hai còn gọi là điện áp tham chiếu, thì VDD tức là VDF cộng, VSS tức là VDF trừ. VDD ở đây là 5V, tương tự kênh 4 nha. Delay 10 mili giây. Cái này hiển thị ở hàng đầu tiên là kênh 3 bao nhiêu nhiệt độ, bao nhiêu độ C á, kênh tương tự kênh 4 bao nhiêu độ C, cái như này tức là độ C này. Tiếp theo là vòng lặp quay chu, thì mình sẽ set ADC trên độ 3, nhiệt độ 3 bằng việc ADC, nhiệt độ 3 bằng nhiệt độ 3 chia 2,046, thì cái số 2,046 này ở trên lớp thầy đã nói rồi, mình sẽ nói sơ lại nha, mình sẽ nói lại giải thích lại. Thì 2,046 tức là bằng 10 chia 4,887, thì số 10 này là tương ứng với 1 độ C, tương ứng với 10 mV. 4,887 này là mình sẽ tính là sẽ bằng 5.000 chia cho 2 × 10^1, 5.000 tức là 5.000 mV. Thì ADC 10 bit cái điện áp mình VDD điện áp tham chiếu là 5V tức là 5.000 mV, còn
2 mũ 10 trừ 1 tức là cái 2 mũ 10 tức là 2 2 2 2000 1024 trừ 1 là 1023. Tức là cái giá trị cuối cùng của ADC 10 bit nha. Thì, tương tự cho canh 4 nha. Rồi gọi cái hàm hiển thị ra, nhìn con hiển thị. Cái này cái đoạn ba dòng này tức là canh báo khóa nhiệt nha. Nhiệt độ 3 hoặc nhiệt độ 4 mà lớn hơn 40 thì nó sẽ cảnh báo, nó sẽ ở mức 2 chân C không. Còn ngược lại thì nó sẽ ở mức 3 chân C không. Rồi tiếp theo sẽ làm mô phỏng nha, mình sẽ chạy mô phỏng. Code thì mình đã đặt sẵn rồi, thì nhiệt độ ở đây là 40 nha, 40 40 trên 3 trên 4 là 40 nha. Mình giảm này sẽ không có hiện tượng gì, 37 giảm hai kênh thì cũng như nhau, sẽ không có hiện tượng gì. Thì mình tăng lên thì cảnh báo nhiệt ở đây, cảnh báo nhiệt độ quá nhiệt ở đây là 40, khi mà vượt qua 40 thì nó sẽ cảnh báo nha. Ở đây khi lên 41, cảnh báo lên 41 thì đèn nó sẽ chớp nháy để cảnh báo này. Giảm xuống 40 thì sẽ tắt. Tương tự kênh 4 thì mình tăng lên 41 nó sẽ cảnh báo. Giảm xuống 40 thì nó tắt. Vượt qua 40 thì nó sẽ cảnh báo. Thì đơn giản vậy thôi. Một trong hai kênh mà có một kênh vượt qua 40 nó sẽ cảnh báo. Đây, xuống 40 nó không cảnh báo. 39 không cảnh báo. Rồi chỉ có gì vậy, thì mình đã hoàn thành xong bài tập 7 mà thầy đã giao. Cảm ơn các bạn và thầy đã theo dõi.